Hi, welcome back to my channel. Start together go. Hold on, Kala. Tôi cần đầu tiên. Một móc vào đâu? Tiếp đến mình sẽ đi tìm những món đồ tiếp theo. Một cuộn phim. Let's go, okay.
Ok, và từ game tiếp theo, Granny Chapter 2. To play hide and seek. So far, the good detail. Let's go. Look, play. Play, let's go. Đây các bạn sẽ đi lái xe máy này và đi vào con đường rất tối tăm.
Khi đó thì các bạn sẽ gặp những linh hồn hồn ma và gặp những linh hồn hay là những con ma không đầu. Ở đây thì các bạn ngay lúc đầu tiên các bạn sẽ gặp một chiếc xe với người lái rất kinh dị. Và tiếp tục các bạn sẽ đi sâu bên trong. Người ta bảo đi đêm lắm có ngày gặp may. Và đúng là cái đêm này nó làm như thế thật. Các bạn sẽ gặp liên tục chứ không phải là thỉnh thoảng gặp. Và một con đường tối tăm khá là tối. Đi đêm không có trăng. Trong khi đó thì tầm này chắc là tầm khoảng 1 giờ đêm đến 2 giờ đêm rồi. Một chiếc xe máy thì bị ngã đây. Nhưng mà các bạn cũng không làm gì đâu, không thấy người đâu. Có một tiếng người khóc. Nếu các bạn đi qua luôn quả này thì các bạn sẽ bị bắt ngay. Bắt buộc các bạn phải đi đằng sau người này. Sẽ tiếp tục tiến sâu bên trong trong cái này, ok. Rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo, Stickman, Cybridge. Выручи меня, братан. Скоро буду. Ok, và tự game tiếp theo. Slenderia, Asylum. Và trong tự game này thì các bạn sẽ phải đi tìm tất cả 8 tờ giấy. Đây là một bệnh viện đã bỏ hoang khá lâu rồi. Và cái tiếng kêu bên này là tiếng kêu của đứa con của Slenderia. Tờ giấy đầu tiên. Trong này thì có Slenderia và bà Granny. Nhưng như bà Granny thì không giống với Granny của tựa game Granny, mà bà ta nhìn khá là kinh dị. Đó là nhìn rất là dài và nhìn rất giống đàn ông.
giác của cái bà Granny này. Đó chính là ông Granny gộp với bà ta, cho nên là nhìn nó khá giống đàn ông luôn. Thoáng ra thì thấy đàn bà, nhưng mà nhìn kỹ lại thì đúng là một nét của đàn ông. Đó, nhìn mà ta khá là kinh dị. Wow. Cứ thế các bạn sẽ đi tất xung quanh tất cả bên ngoài, tìm những mảnh giấy, những tờ giấy. Sau đó thì các bạn sẽ vào bên trong, trong khu đó tìm kiếm tiếp. Khi đủ 8 mảnh giấy thì các bạn sẽ đến vị trí đầu tiên mà lúc các bạn xuất hiện ra. Sau đó thì các bạn sẽ ấn vào cánh cửa và cuối cùng mình sẽ hoàn thành được tờ này. Ok, rồi. Bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Color here. Ở đây thì chiếc xe ô tô mình chắc là hỏng rồi. Canahe này đó là các bạn sẽ phải đi và tìm kiếm những món đồ. Cứ thế các bạn sẽ đi thẳng nhá, thẳng con đường này. Xem cách xe khá xa kìa. Bắt đầu trời mưa rồi. Đó, như thế các bạn sẽ đi sâu bên trong. Và trong này khi đến một đoạn thì các bạn sẽ bắt gặp một con Nest here. Và sau đó thì các bạn sẽ đi tìm một món đồ. Và cuối cùng thì sẽ phải thoát khỏi con đường này, thoát khỏi nơi mà Nest here ông ta đang ở xung quanh đây. Ok, rồi bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Day one. Do không hiểu bà ta lại đi từ dưới đây lên, trong khi thì bình thường bà ta sẽ đi từ căn hầm. Thank you.
Oh my gosh, đi rồi. Ok, và tựa game cuối cùng, Search the Queen. Oh my god. Mỗi người chọn một lời. Wow. Và hiện tại thì mình sẽ bị giam vào đâu đó quanh đây. Để xem giam vào đâu nào. Giam ở một căn phòng. Căn phòng này thì bị khóa rồi, buộc phải đi đường khác. Oh my god. Oh my gosh, wow.